Chào cả nhà, Hà Lan rất nổi tiếng về việc bảo vệ môi trường. Vì vậy, mọi người ở đây rất thích sử dụng xe đạp. Bất kể mưa gió, vua, công chúa, thủ tướng vẫn chạy xe đạp đi làm. Có những con đường ưu tiên dành cho xe đạp. Mọi người theo dõi clip, Linh có quay về cái luật đi đường cho mọi người xem. Mình đã được mang xe đạp lên những cái phương tiện công cộng như là xe bus, nhà xe lửa hoặc metro. Ở trên một cái thành phố khác thì có một con đường tạo ra điện vì nhờ vào những người đạp xe qua đó hàng ngày. Xe đạp thì đa dạng lắm. Có xe nằm nè, rồi xe dành cho hai người nè, và lâu lâu có xe một bánh mà một bánh thật là lớn luôn nha cả nhà. Đạp xe trên những con đường ở ngoài thành phố mình nhìn thấy mình thích lắm. Mời mọi người theo dõi clip nha. Xe đạp đủ loại đủ kiểu hết. Mình không quay mặt là tại vì mình cũng sợ đó mọi người. Đó chiếc xe mà lần trước mình quay đó, nó đang người ta đang chở con nít đi học như vậy đó. Và đây là mấy chiếc xe của các bạn nhỏ đi học. Mọi người thấy không? Đây nữa nè, tại đây là trường học mà. Cho nên có rất là nhiều loại xe đạp để chở cho con nít nè. Nhìn dễ thương không? Đó, có chỗ cho nó ngồi nè, cột nó lại nè. Để cho an toàn á. Đây nữa nè. Đây là một chiếc loại khác nữa nè, thấy không? Mấy chiếc này cũng mắc lắm đó. Có khi gần 2.000 luôn đó cả nhà. Đây là chiếc xe đạp chở con nít nè. Khi mà mình có con nhỏ 2-3 đứa đó mà mình không có bằng lái xe hoặc mình thích đi xe đạp á, thì mình chở bằng cái chiếc xe này. Để mình quay xa ra cho mọi người hình dung nha. Đó. Đó. Hai đứa con nít nó ngồi trong chiếc xe thấy thương không? Người người chạy xe đạp nhà nhà chạy xe đạp. Đó cũng là dạng một chiếc xe để đi rước mà mấy đứa con nít đi học á. Đây là con đường màu đỏ thì dành cho xe đạp nha mọi người. Mọi người có thấy không? Đây là có chữ xe, có cái dấu hiệu cho xe đạp. Và đó là cái đường cho xe hơi nè. Và mọi người có để ý cái đường chính giữa không? Cũng là cho xe đạp luôn. Nhưng mà tại sao lại có cái đường như vậy? Đó là con đường mà để cho người ta chạy xe đạp chuyển làng đó cả nhà. Mọi người nhìn thấy không? Ở đây để Linh chờ cái xe đạp này qua rồi Linh sẽ đi lại cho mọi người xem nha. Đó là khi ở bên kia mình muốn chuyển làng qua bên này á, thì mình phải quan sát xe nè. Đó xe đó, mọi người thấy xe đạp đang chạy tới và chiếc xe hơi đang chạy tới không? Thì họ muốn chuyển làng họ phải quan sát và họ đi đúng vào cái đường chính giữa này thì mới qua cái làng bên này được. Qua cái làng xe bên này thì để đi lại cái đường bên này, đi qua cái khu vực bên này. Mình quay để cho mọi người thấy cái luật của họ như thế nào và cái luật của họ an toàn ra sao. Với người Hà Lan thì tính mạng con người rất là quan trọng, cho nên mọi thứ đều phải rất là tỉ mỉ. Rồi đây là con đường này á, là con đường dành cho người đi bộ. Mình không được đạp xe trên con đường này. Nếu mình được đạp xe trên con đường này mình gây tai nạn thì mình phải chịu trách nhiệm rất là lớn. Hoặc là giống như là người đi bộ thì không nên đi vào các cái đường của xe đạp này. Trừ khi có một số con đường, đây xe đạp của Linh. Trừ khi có một số con đường giống như là họ dành cho xe đạp, xe hơi và người đi bộ luôn. Không, thường sorry, Linh nói lộn rồi. Xe đạp, xe hơi thì cái đường đó xe hơi chạy tốc độ chỉ khoảng 30 km/h hoặc là chậm hơn chứ không được chạy nhanh hơn. Như Linh nói vừa rồi á, là cái đường màu đỏ này dành cho xe đạp. Và có những con đường mà xe đạp với lại xe hơi chạy chung. Chính là con đường như vậy đây. Con đường hoàn toàn bằng xi măng, không có nhà bằng xi măng bằng đá vậy đó, Linh quên cái tên của nó rồi. Thì là con đường như vậy, là xe đạp với xe hơi chạy chung. Nhưng mà xe hơi phải chạy tốc độ rất là chậm. Và những người nào có bằng lái và biết rành về bằng lái thì biết rồi, ngay chỗ này là ở bên Linh kêu là hai dành tán đành, nghĩa là cái răng của con cấp mập á, thì mọi phương tiện khi tới đây phải dừng lại hết. Và cái đường màu đỏ này là ưu tiên nè, thấy chưa đó. Thì cái đường màu đỏ này là xe đạp chạy. Và mọi người có, Linh với mọi người cũng sẽ thắc mắc là cái con đường màu trắng ở đây,
là tại sao lại dành cho xe đạp không? Và làm sao mọi người biết được cái chuyện đó? Tại vì cái đường này cũng đủ rộng cho xe hơi chạy, thì ở đây họ có cái bảng để dành cho xe đạp. Và mình cũng nhận ra rõ ràng là tại vì cái đây cái bảng dành cho xe đạp là tại vì cái đường này nè giống như một cái đường làng, và chính giữa nó có vạch kẻ. Thì vạch kẻ này là phân làn cho xe đạp chứ không phải cho xe hơi. Cho nên mình nhìn vào là mình biết đây là con đường dành cho xe đạp.